thân mến, hôm nay Tiếng Vọng nhận được tập thơ từ trong thành phố Hồ Chí Minh, Ngàn Tiếng Đời Ấp Ủ của nhà thơ Đinh Nho Tuấn. Đinh Nho Tuấn là một nhân vật trong Tiếng Vọng, trong cái bài Tiếng Trống Trường Ngày Ấy. Anh sinh ngày 26 tháng 8 năm 1966 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, là một thạc sĩ luật, tiến sĩ kinh tế, đã từng xuất bản Em Hãy Cho Anh Vội thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2018, Em Tôi thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2019, Gian Díu Với Núi Sông thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2020, và năm nay anh gửi tiếp cho chúng ta tập thơ Ngàn Tiếng Đời Ấp Ủ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2022. Và sau đây Tiếng Vọng xin gửi đến các bạn bài giới thiệu của nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn. Cõi nhớ dựng lên giữa ngày nhòa, bước qua chi thiên mệnh, Đinh Nho Tuấn mới dự phần sáng tạo vào đời sống văn chương. Không phải anh ngẫu nhiên trở thành nhà thơ trẻ sau tuổi 50, mà thi ca đã được âm thầm nuôi dưỡng trong anh từ thời thơ ấu. Rời xa chốn chôn nhau cắt rốn Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đinh Nho Tuấn lăn lộn mưu sinh nơi xứ người mấy thập niên, và không có không ít những câu thơ trong trí nhớ hoặc trong tâm tưởng đã nâng anh lên khi anh vấp ngã, đã dìu anh dậy khi muộn phiền, và rất tự nhiên lúc nỗi dằn vặt cơm áo không còn đè nặng nữa, thì tiến sĩ kinh tế Đinh Nho Tuấn lặng lẽ ngồi xuống bàn và viết những câu thơ đời của mình, những câu thơ ngưng tụ cõi nhớ dựng lên giữa ngày nhòa. Vẫn giữ nguyên cái giọng nói giọng trầm, Đinh Nho Tuấn cứ thủ thỉ những câu thơ tỉ tê chuyện mình ngập ngùi, chuyện người xa vắng. Anh đi học bằng vô tư hoàng hôn, học chồi non, học mờn xanh hoa tím, học phóng ba, học câu hát núi đồi, học tiếng chim biển khơi cát mịt. Đôi lúc anh hoảng hốt, cái xa lạ ta đã thân quen, đời rụng lá mùa còn chuông còn tiếng. Nhưng anh không phẫn nộ gào thét, mà chọn thái độ nhẫn nại. Cơn mưa vừa đi vừa hát kia gây tê buốt nhiều trái tim chưa ngủ. Nhịp điệu thơ Đinh Nho Tuấn chậm và buồn, rành rứ và bâng khuâng. Bởi lẽ trước mặt anh là trang giấy trắng réo gọi chữ nghĩa tuôn trào, mà xung quanh anh là bạt ngàn kỷ niệm răng mắc. Anh xoay phía nào cũng gặp những hồi ức chênh vênh. Ngày quê hương trần trừ đơn nếp mới, tiếng em thơ dịu ánh trăng về, mái đình xưa hoe hoe màu tóc bạc, khói nhà ai chưa tỉnh cơn mê. Nên thường xuyên nhắc nhở bản thân, thương cả nát tan, thương nhẹ nhẹ, thương gió ngàn sâu, ngàn sâu trong, thương gió ngàn sâu, gió trong đời. Từng hình ảnh đã xa mà chưa khuất, đã xưa mà chưa cũ, lần lượt hiện ra trong thơ Đinh Nho Tuấn. Hình ảnh phụ thân đêm giao thừa, gia tài cha nồi bánh, khuôn mặt cha lay phên liếp không lời. Và hình ảnh mẫu thân, tóc mẹ uốn ngàn xứ sớm, vườn xưa phất phới lau trời. Không chìm đi trong hình ảnh cố hương khắc khoải, tháng ngày thương khó âu lo, gom lá vườn vô tình con đốt hết, khói trắng lên trời con đứng lại bơ vơ. Đinh Nho Tuấn mang thân phận tha phương, mũi ngọn cỏ bên đường cũng bật xanh như ánh đèn canh khuya hư ảo. Anh nâng niu những buổi chiều ngun ngút môi hôn, và luôn thấu hiểu rơm rạ ngủ vùi sương khói ngày đông, lửa tí tách trong lòng người viễn xứ. Anh bồi hồi những dịu ngọt một thời xưa cũ, trôi như mây muôn ngả xa xăm,
vì luôn mê đắm những mảnh tim rắc đều muôn phía, bay thành hoa giữa cỏ dại hoang vu. Đinh Nho Tuấn đã chịu được nhiều cách biệt và đã trải nghiệm đủ bôn ba, khiến anh dễ dàng đồng cảm với tha nhân. Anh chia sẻ kiếp mệnh người nông dân một cách chân thành. Thế kỷ qua họ đi chậm rãi, mồ hôi tuôn suối, kết thành đường dây, nâng con tàu tổ quốc. Họ dừng lại bạn bầu thiên nhiên tàn khốc, với mất mùa và niềm hy vọng mong manh. Cho nên anh xót xa những cuộc di tản lầm lũi khỏi đô thị trước sự nghiệt ngã đại dịch toàn cầu. Em lên đường rồi, đoạn trường xóa em trong vệt khói. Hành lý là giấc mơ đêm qua góc giường bị trói. Nhà thơ thế kỷ 21 phải gánh vác sứ mệnh che chở sự thật bị đánh úp bởi bao ngọt ngào gian trà. Đinh Nho Tuấn trong tập thơ thứ tư Ngàn Tiếng Đời ấp ủ thấm thía điều ấy để nhủ lòng mình. Ngày cuối năm, sách thời gian khép lại trên kệ đời thiêm thiếp ngủ ngày qua. Anh lắng nghe từng tiếng chuyển động lạnh lẽo xung quanh, người trốn hết rồi, tiếng giao đêm rơi thăm thẳm. Và anh hình dung một không gian cần thức tỉnh, dòng sông trưởng thành, phố lên tóc bạc, bài thơ ngày qua, hôm nay khát nhạc. Em vui, em khóc, em buồn, em khóc, em sợ ngày mai nước khô trong mắt. Không thở ơ, không buông xuôi, Đinh Nho Tuấn thẳng thắn bày tỏ. Thời cuộc đỏ đen người buôn kẻ bán, giá lương tâm lên xuống bất thường. Nhắm mắt tôi cầu nguyện cho con người, cầu nguyện cho quê hương. Thánh thần trên cao nghe hay không lời của tôi không biết, việc của tôi là cầu nguyện. Đọc thơ Đinh Nho Tuấn có thể nhận ra giữa những dòng hờ hững luôn được gieo những câu mong ngóng. Anh đi tìm cái đẹp đang chìm dưới xô bồ, danh mãnh danh lợi bằng cả một sự tin yêu. Anh nhốt cho em bài thơ vào lồng ngực, kẻo ngày mai theo gió lạnh bay đi. Cái đẹp phân vân ngỡ thoáng qua trôi đã đọng lại thơ anh. Mỗi bông hoa là một dòng kinh thánh, ngân trong chiều vọng âm sắc niềm vui. Lắm phen, anh gieo lên cùng cái đẹp vô tư vẫn vượt lên mọi rừng rưng để tồn tại. Kìa những bông hoa giấy, dàn đồng ca của chúng lấn áp tiếng hát con người. Không cố tình diêm dúa, không cố tình đẩy đưa, Đinh Nho Tuấn phát hiện hồn vía sự vật thật tự nhiên và thật tinh tế. Khi mùa trùng xuống, lá thu chờ thắp lửa, hạ chưa tàn, gió đã nhuốm heo may. Khi những ngôi nhà mắt díp giữa không gian, hương rượu mạch thơm nồng cửa sổ. Và khi mắt khép hờ, cúc họa mi chiều tối, tòa sen nào đã kịp gói lời ru. Để từ đó, Đinh Nho Tuấn tri ân nỗi mỗi hạnh ngộ yên bình. Cái màu tím vịt tay vào gió, giường thơm hương dẫn lối anh đi. Đinh Nho Tuấn làm thơ như một hành trình tự vấn, giữa phai tàn nhiều câu hỏi ngổn ngang. Anh chứng kiến mây trắng lấp đầy sông Sài Gòn, để trộm giả muôn nao, hoa mua đi về phía không có chúng ta. Nhờ vậy, anh ý thức nỗ lực níu giữ những khoảnh khắc mong manh. Hương thơm xót lại trong tà áo mỏng, cửa sổ nhà ai ánh mắt vời xa. Với tập thơ thứ tư Ngàn Tiếng Đời ấp ủ, Đinh Nho Tuấn có được một cõi nhớ dựng lên giữa ngày nhòa, để vỗ về, để an ủi, để nâng niu. Thi ca giúp anh khơi gợi sự ân cần giữa người với người. Chúng ta thương nhau qua tấm vé một chiều đi chung. Sài Gòn tháng 3 năm 2022. Vâng, đó là bài giới thiệu của nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhân. Bản thân tôi thì cũng đã từng gặp Đinh Nho Tuấn
chàng trai xứ Nghệ này được đi du học ở Nga. Anh với tôi cùng nói về nước Nga, về văn hóa Nga, nói chung là có những sự đồng cảm nhất định. Xin cảm ơn Đinh Nho Tuấn đã gửi đến cho Tiếng Vọng tập thơ Ngàn Tiếng Đời Ấp Ủ. Còn các bạn, nếu có duyên, các bạn sẽ tìm đến cảm nhận từng bài thơ một. Còn vừa rồi thì chúng ta mới cảm nhận thơ Đinh Nho Tuấn qua sự giới thiệu của Lê Thiếu Nhơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.